Ngày hôm qua nhỏ cháu em nó kêu chồng nó mang lại cho em cá nè cô chú. Bà cà chú rồi nè, mẹ cho bà cà chú nè. Ông bà cà chú đấy mà rửa thoải mái như ở nhà mình được. Mà nói làm đàn bà cô chú là nói ra làm đẹp con em đó. Bữa nay xuống có dịp làm bánh chung hai mẹ con tâm sự. Hai con xin nhỏ ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh gia đình bí heo của Xuân Chú Quốc Đà Bắc. Cháu rể em nó đi làm về, nó với cha nó ghé bắt cá cô chú. Rồi cái nhỏ cháu em nó điện, nó nói để con kêu chồng đem lại chốt một ít. Em vừa tắm chưa chưa kịp mặc đồ, nó kêu cửa quá trời luôn, mặc đồ đi chia đi ra nè. Nó cho được bọc cá. Trời ơi, cháu em nó cho bọc cá. Đâu ba? Quang mình ạ. Ngày hôm qua nhỏ cháu em nó kêu chồng nó mang lại cho em cá nè cô chú. Cháu em, cháu rể em hay đi với cha với ba nó đi bắt cá vậy nè. Đi làm đi bắt cá vậy đó. Nhìn cũng ngon lắm, hồi em làm em chiên. Mời cô chú anh chị ăn cơm sáng với em nha. Sáng bây giờ này 2 giờ mấy chiều rồi đó. Tại vì sáng em đi ruộng á. Này thì cơm dưa, cơm nguội ngày hôm qua em còn nấu cho mấy heo dưa em ghen lại ăn nè cô chú. Cá này cháu em cho em chiên nè. Muối xương xương rồi chiên á. Dưa cải này của cháu em nó muối nó cho rồi cô chú. Em rửa sạch sẽ rồi, xé xé rồi gì đó. Cha mấy heo ưa món này lắm. Về bên Việt Nam lúc nào cũng kêu bà ngoại mua làm cho ăn hết trơn. Giờ thêm cho đường với muối, vô ớt. Nó làm cũng vừa ăn không mặn đến đổi. Giờ em nhấp ớt vô. Mỗi bữa thì em bầm cái với tỏi nữa mà thôi. Không có cha bé heo ở nhà rồi, nhấp để đây để cha bé heo về cái ăn. Một hai ngày nó mới về. Giờ đây lại bỏ trong tủ lạnh ngăn mát. Bữa nay thì em sẽ làm bánh bao. Bây giờ mình sẽ múc bột ra. Bột này làm bánh bao hôm bữa còn lại nè. Lấy với ông bà nội em về cô chú. Thấy ông bà nội bữa nay, bữa giờ ông nội làm không có thời gian rồi về nhà ha. Nhà cửa thì tùm lum hết trơn. Không có gì ăn hết trơn. Rồi hai người làm bánh ăn ăn với trứng hoài vậy đó cô chú. Mà bữa nay em làm. Em làm cũng với trứng nữa nhưng mà thêm rau củ. Chiếc này em làm không có nhân thịt cô chú ơi. Thêm rau củ. Em mà làm nhắm chừng thôi. Em nhắm chừng cũng hơi bị rồi gần gần chừng không dữ lắm à. Bây giờ thì sẽ cho gói bột nở này vô. Bên đây sử dụng cái này không à. Ông bà nội mà làm ít thì bà nội kêu em làm nửa bịch thôi. Em phái làm cho nó lên, em sợ làm nó không dậy á. Cho vô đây một miếng muối. Rồi bắt đầu mình trộn ra cho nó đều đều một xíu đi. Hôm bữa có nhiều cô chú em làm bánh bao cũng rất là nhiều lần hồi làm video đến giờ cô chú. Mà có nhiều cô chú nói theo ơi chỉ cho bác, chỉ cho chú làm bánh bao với vợ chú rất là thích ăn. Thì em làm sao em làm vậy nè cô chú, em đăng lên vậy thôi chứ em đâu có giấu giếm nghề gì đâu. Cho nước vô từ từ. Mang bao tay. Cô chú làm nhồi bột thì mang bao tay rất là tiện. Tại vì nó không có dính vô tay. Trước khi mang thì mình đi rửa trước cái bao tay mình này. Cho vô. Bây giờ thì mình nhồi tới nó cái cục bột nó kết lại gì nè. Mình cho vô miếng dầu ăn. Nó sẽ bóng cái bánh của mình. Sẽ ngon hơn. Em học theo bên Trung. Làm bánh bao thì nhồi chừng nào mà cái tay mình nó con chuột nó nổi lên là thành công. Cực cái là nhồi bột, tại vì lúc mà mình nhồi đây nè thì nó đỏ nha. Cái một hồi mà nó dậy lên rồi á, bột nở lên rồi mình phải nhồi đó cô chú. Tại vì nó có không khí mà, mình nhồi nó cực lắm. Để heo bữa nay thấy cái này nó mê chết à. Nó thấy làm bánh lắm. Rồi để đây cho nó ngủ. Bây giờ lấy thực phẩm
đang kéo về đó, méo qua bên bọc nó lại ra một hồi nữa cho nó ngủ cái mình làm đó. Bữa nay thì em làm nhân với cái này là miếng đi, miếng khoai lang này cô chú, còn dưới cái bắp cải này với còn một ít bắp này hồi sáng em hầm canh cho bé heo nè, hồi em làm vô luôn cho nó bổ dưỡng gì được cái gì thì được, di trứng hồi em làm nhân gì đây nè, con máu có tiền rồi cô chú ơi. Bây giờ bắt đầu thì em sẽ làm nhân, cái này là bắp cải em sắc nó gật rất là nhuyễn nè cô chú, em làm theo bên chung, đây là nấm mèo, đây là cà gót, đây là bắp, đây là hành, còn cái này là miếng nè, miếng khoai lang nè, ở chỗ em kêu bằng hủ tiếu đổ vô luôn. Cái này mình ngâm thôi, luộc chín cũng được mà luộc chín nó dính dữ lắm luôn, mình ngâm thì nó gì nè cô chú. Sau đó thì trứng gà mình chiên rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái nước màu của Trung Quốc vô, tại vì làm cho ông bà nội ăn thì theo khẩu vị của ông bà nội làm cái gì cũng phải có màu đen gì đó mới chịu ăn, chứ màu sáng thì người ta không có chịu. Bên đây người ta làm cái này người ta bỏ vô cái thịt kho tàu á cô chú, rất là ngon luôn, cái hương vị rất là ngon, em có ăn qua rồi, nhưng mà người ta không có làm cà gót với nấm mèo, làm cải không à, cải với miếng. Cuối cùng thì mình sẽ cho đây dầu mè, ông bà nội làm cái này cho dầu mè dữ lắm, mua chai dầu mè với đi ăn mấy bữa là hết rồi. Em thì mua về để khi nào nấu ăn cho ông bà nội thì em nêm nếm thôi, cho nên ăn lâu lắm. Tại em muốn làm cho màu mè qua lá hẹ cho nên em mới bỏ ba cái cà gót bắp này kia vô đó, chứ người ta làm toàn là cải với miếng. Thơm cái mùi của Trung Quốc rồi đó nghe ông bà cô chú. Nãy sắc cái đó đứt tay. Bà cô chú ơi, nè, mẹ cho ông bà cô chú nè, ông bà cô chú ơi, nè, mẹ làm cái này đem xuống cho ông nội với bà nội đó. Ông bà cô chú ơi, nè, mẹ chuẩn bị đi nè. Này là của ông nội xe đó. Này là ông bà nội đó. Này là nhà của bà nội đó. Dẹp cái đống này đặng để hồi nó làm bánh chỗ này nè chứ. Hóa chừng luôn. Đi ca thầm mua vả là mà đi canh qua bo từ về. Đi chín là canh qua bo bao từ. Bỏ tới chơi sau xí gì rồi. Đâu xuống đây thì chẳng chứ gà. Hả? Đâu xuống đây thì chẳng chứ gà. 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 Đâu xuống đây thì chẳng你准备几个人？你来。哎。穿的短裤。你现在在干什么？ 你看我在干嘛？我不知道你干嘛。你就来看看吧。我准备好了这锅，拿好了水，然后倒了，等一下，倒进去了，放上，放进去。 Nó nói cái nhà hôi quá đi ra ngoài luôn, chị không nổi mà nó nấu ba cái há cảo mà không có đổ để mấy ngày trời trong cái nồi, nó hôi lên quá chừng luôn, cái mùi nó nặng.
thì tụi hai đi hồi qua qua sầu cho nó tan cho. Người ta đi ra đâu. Ra đâu tôi không đi. Lần nào con dâu mà hễ xuống dọn nhà cho ba mẹ chồng là ông ba chồng hoặc là mẹ chồng đi theo vậy đó cô chú. Ông bà nội sợ em đem lấy đồ của ông bà nội đem đi bỏ đi dục vậy đó. Thà là để đầy nhà chứ không có chịu bỏ dục. Uống nước cũng vậy nữa, có mấy bao nhóc hết trơn đó thì thôi mình uống mình thảy vô cái bao đi hay gì không chịu. Thảy trong mấy kẹt cái đó, cái bọc không uống hết rồi. Bình nước uống hết cũng dục vô đó vậy đó. Tới đó, em lại em quét cái bà nội đi theo lụm hoài vậy. Đã em nói bụi dơ trước tiên em làm là em nói rồi, em nói mẹ đi ra chơi với măng dạ đi. Để hồi nữa con làm hết cho mà bà nội cứ đi theo gình mò em. Sợ em lấy đồ trong nhà đi bỏ. Thiệt là tình lần nào cũng vậy hết trơn. Có nhiều cô chú anh chị nói thấy cái nhà quá trời gói lộn tiền đình luôn. Sao không theo không đem dục bỏ bớt đi, không xài mà để chi đầy nhà hết. Mà thật sự là em đem đi là ông bà nội cứ lôi vô. Mình chở đi chỗ nào ông bà nội để ý là bắt đầu là đi lôi vô đó. Bây giờ thì không có để ý nữa mà đi theo. Sợ dục bỏ ra mà thấy mình lấy cái nào ra bỏ là lụm đem vô liền lập tức vậy đó. Cho nên giờ em chỉ dọn sạch sẽ thôi, chứ em cũng không có dám dục cái gì. Lúc đầu là em định làm bánh bao ở nhà rồi, nhưng mà do cái tay bị đứt á, rồi co tới co lui nó chảy máu quá chừng luôn hà. Rồi thôi em đem xuống đây cho bà nội làm mà sẵn cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Tuy rằng bà nội bị tai biến có nửa người à, nhưng mà bà nội dúng cái bánh nó rất là đẹp luôn, có cái bánh bao á. Cho nên em đem xuống sẵn cho cô chú anh chị xem luôn. Nhưng mà xuống đây thì quá trời luôn, chỗ nào cũng dơ hết. Rồi bắt đầu dẹp luôn, bỏ mấy cái bột rồi nhân này kia bỏ qua bên hết. Rồi rửa này kia sạch sẽ hết, rồi cái nhà sạch rồi mình mới làm được cái cô chú. Mà làm thì thấy cái này chưa xong nó là thấy tới cái kia nữa rồi. Cho nên không biết khi nào mà xong mà để mà làm bánh nữa. Còn cái này thì bà nội với ông nội hấp không biết là năm lắm nào rồi. Rồi cái bắt đầu nó dính trong đó quá chừng luôn rồi, cái nó khó chùi, nó vô công kẹt trong ngách không à. Mà mấy cái miếng cước của ông bà nội làm cái gì mà nó dầu rồi nó xình, nó lọ rồi nó đóng cứng ngắt, cúp kèn này vậy đó. Nhà chế vô quá chừng cái nước xà bông rửa chén luôn đó, nhưng mà nó không có miếng bọt nào luôn á. Quá chừng luôn. Rồi em chỉ rửa tạm tạm thôi, tại vì dưới đây cũng không có nước á cô chú. Nước xài thì đi về nhà lấy, còn nước uống thì cũng đi về nhà lấy. Rồi cái chiếc này ông nội làm đậu tắt mặt tối rồi đâu có thời gian đâu. Thường thường thì tới cái vụ này sẵn bơm nước vô ruộng thì ông nội sẽ làm một cái hố, cái bắt đầu đựng mua cái miếng cao su dày rất là tốt á, cái để vô đó lót xuống cái đó đó, cái bắt đầu bơm nước vô cái cột cái miệng lại, khi nào xài thì mình hút nó lên vậy đó cô chú. Năm nào cũng làm vậy hết trơn, mà năm nay ông nội chưa có thời gian, thành ra em rửa em chùi nhưng mà cũng tiết kiệm nước á, chứ không có mà phải mà rửa thoải mái như ở nhà mình được. Em thấy cái nắp nồi với cái nồi này em ngứa mắt hôm bữa giờ dữ lắm luôn rồi, nhưng mà không có dịp để tẩy trắng cho nó. Bữa nay em chùi cho nó chắc nó mừng, nó cảm ơn em dữ lắm luôn á cô chú. Tại mình không nghe được cái lời nói của nó thôi, em rửa được cái sửng ở trên nó với cái nắp thôi, cái ở dưới em không có rửa. Tại vì bữa hôm em rửa cái nó hư rồi đời nào á, xong rồi cái ông nội đổi thừa em là làm hư. Ông nội nó là chắc the nó rửa nước vô, mà thật sự là em ở nhà em xài em rửa hoài nè, em rất là kỹ đâu có nước cho nó vô đó đâu, mà tại tới hồi xài lâu quá nó bị hư á. Rồi bắt đầu ông nội nói vậy đó, bây giờ em không có dám rửa ở dưới nữa, em chỉ rửa cái tầng trên với cái nắp thôi.
Em làm video hồi đó đến giờ có rất nhiều cô chú anh chị nói rất thích xem con the đi xuống dưới dọn nhà cho ông bà nội, thích xem dữ lắm luôn. Mà cũng có cô chú anh chị nói không có thích xem tại vì thấy dơ giấy quá à. Rồi nhìn cái bắt đầu ăn cơm không vô này kia. Cho nên em bữa giờ nhiều khi làm em cũng ít có quay lại lắm cô chú. Mà sẵn chuyến này xuống rồi em mới quay lại luôn nha. Cái tay mẹ dơ muốn chết luôn rồi. Cái tay mẹ nó dơ nó thúi luôn mày biết không? Ủa cái bao từ lấy cánh đi phụ ở bo về mở qua con thấy không? Con xẻ theo liu xẻ là đúng không? Con thấy con xẻ theo liu xẻ là trời bao vật liệu là con chuẩn bị hở là cái bo lên tê lên cái này này chụp 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 đi cao quả à bả là mà đấy rồi đi thiên quả mà cái chảo mà nó phải vào đây phải bị chảo cái miếng cước của ông bà nội nè, nó cốp càng nó đóng cỡ này nè, chùi được cái gì nó cứng. Cái miếng này nãy giờ em chùi đỡ đỡ rồi nè, bỏ xà bông vào thao đổ nước vô cho nó mềm dây rửa. Cái bàn em rửa sạch rồi nè, cái nồi em chùi được gì vậy nè, ở trong này khó chùi lắm, em cũng chùi sạch đỡ rồi nè. Cô chú hồi đang hấp bánh bao quá chừng luôn. Ông nội nó nắng mệt quá lên ngồi kìa. Đi lại qua cây đi xì 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 xỏ nè, đi cây bao bao từ về. Hả? Chiều 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 chiều
quá. Mày ăn chim này nè, đâu mà cái này nè, chị sáu. Mama. Ơi. Khi bà nội lại mama xì mà rửa tay cho bà nội đâu, bà nội bao làm bánh với mẹ. Để lên kia nè, khoai tiện. Để ra. Sao quần đi cao quả mà. Cái bàn xăng quả này là mà. Ba. À. Ồ, chim thiên ta nung câu nên anh hỏi là bà. Thì mà chứ gà không nung hỏi là bà. À, mới nung hỏi nhà hỏi nè. Ồ, chim hỏi đi. Xa cửa. Mà mau bao bao, bao từ phía lèn về. Thấy cửa sổ cửa sổ bao phía lèn. Lấy bà cái này xì nè bà. Thấy rửa là sống bùa liệu. Rửa cho sư phụ chú. Cha nãy giờ em làm cũng tạm tạm mà gần phân nửa rồi đó, chưa có xong nữa, rồi cái bột nó nở quá chừng luôn rồi. Giờ hai mẹ con em vô làm bánh đi, rồi một xíu rồi còn cái gì thì mình làm tiếp. Hồi nãy bà nội nói cái nhà sạch quá à, em nói chưa có sạch đâu, mới dọn sơ sơ hồi mới dọn sạch. Bữa nay em làm có một ít bột hả, để cho ông bà nội đủ ăn bữa nay với ngày mai thôi. Tại vì không có thịt, phải chi có thịt thì mình làm nhiều nhiều một xíu. Mình để ngăn đông, khi nào muốn ăn thì lấy ra hấp lại, rất là tiện lợi luôn. Bữa nay làm ít bột mà tới một bịch bột nở lận thành ra, nó nở quá chừng nhiều luôn, nở lên không khí không rồi cô chú. Em kêu bà nội ngồi đó đi, rồi mà khỏi em làm xong đi, em kêu rồi bà nội lên. Em đem đồ xuống thì em lấy ra làm xong, để một hồi nữa em mang về nhà em rửa. Chứ đâu có rửa ở đây đâu. Ở đây rửa rồi hao nước này kia, để bà nội rửa chén bà nội được rồi. Làm cái này muốn chạy qua tới cái kia, tại thấy chỗ nào nó cũng dơ hết trơn. Chưa về chị nằm ăn nhà ơi. Sao?
再给他喝水的，热死他了。这天班都完了，还有个，明天再找他还一块儿。还有个加减班完的了吗？这题目？啊？叫他试一遍。你加水那个了吗？一会儿等他们弄好了，咱们帮他。搁里头啊？没添水啊？没加水了，那个你加的开了吗？没看。添水都添那个就行，都是。冻高了。我弄不好看啊，我弄不。不是好看不好看，我说你。正装不了。对了，对对对，该包点儿点儿。那你什么包？在哪包？这个行，这个行，这个行，这个吧，这个，接着吧，快。还有什么呢？没有筷子，没有勺，怎么办？当然有勺，咱们这里就有勺，有勺呗，这里头，啊，是。没有啊，没看见。有，这勺。干活了，嫂子，都换好了，你记不那里记不里边？你那里边，你别那里边水，那里边。嗯。那里边有水，怎么办？嗯。豆豆豆，那包不好看。嘿，有什么呀？豆豆的什么真的？你看，包好看。Hai mẹ con làm bánh bao, cô chú anh chị thấy rất là chuyên nghiệp không? Em làm giỏi lắm mà nghe, người ta cán bộ có một cái là xong mà em làm cả ngàn cái, em giỏi dữ chưa cô chú? Giỏi dữ chưa làm bánh ở đó giờ, nhưng mà em cán bột thì tệ lắm, làm cái bánh ít có khi nào được tròn lắm. Nhưng mà do mình dúng thôi, cán thì nó cứ mớp ra mớp vô gì đó. Bà nội thì thích cán cái bánh nó thiệt là mỏng. Còn em thì em chừa cái đít để cho nó dày. Tại vì em làm chủ yếu là em sợ để xuống đó rồi mình lấy lên cái mỏng quá đó, cái bánh, cái bột nó nở quá, cái đầu nó bị bể đó. Cho nên em để cái đít nó dày. Còn hai vòng vòng ở ngoài thì em kén cho thiệt là mỏng. Mà bà nội hồi đó giờ không có thích gói kiểu như Việt Nam mình, mà em làm cái nhân sẵn giò tròn là gì đó, bà nội không có chịu. Bà nội thích là làm tơi bời gì đó. Rồi bắt đầu bà nội mới lấy muỗng múc vô, có con tay gì đó. Mà làm cái này thì nó khó hơn, mình dò cái viên nhưng nó sẵn mình làm nó dễ hơn, mà bà nội không có chịu, có con tay mà làm gì đó. Bà nội làm rất là hay nghe cô chú. Hồi trước lúc chưa bệnh là chắc làm đẹp lắm. Hồi Tết mà ông nội với bà nội về nhà là làm, bà ông nội thì cán bột, bà nội thì làm bánh rất là đẹp luôn. Lúc có năm 2-3 năm đầu á, 2 năm nay thì không có làm nữa, năm tới này có em rủ bà nội về nhà rồi mình làm. Hồi trước thì ông bà nội, lúc mà năm em mới qua này kia rồi thì ông bà nội hay về lắm. Rồi lúc mới sanh bé heo này kia, về nhà ở nhà đang ăn Tết rồi này kia. Bây giờ ông bà nội không có chịu về nữa, nó ở dưới ruộng thoải mái hơn. Muốn làm gì làm, muốn dục đầu dục, muốn bỏ đầu thì bỏ. Tới Tết là nghỉ rồi, em kêu nghỉ mấy tháng là em lần nào cũng kêu về nhà hết trơn mà ông bà nội không có chịu về. Rồi ông bà nội có dự định là làm 1-2 năm nữa là ông bà nội về nhà nghỉ hưu rồi đó cô chú. Là tụi em trả cái nhà đó lại cho ông bà nội, rồi tụi em lại khu chung cư mà không biết năm nẫm nào. Ông nội hôm bữa giờ bơm nước đi quá chừng luôn, cho nên cái chân nhức. Mấy dạ, bánh giò mà. Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú nhìn bà nội làm bánh bao này nha. Bà nội làm mấy lần rồi đó. Ở dưới đây đèn tối quá cho nên nó bị đen đen, ông bà cô chú thông cảm.
对，哎，这嗯是个手和摸摸，是个手，对他们对，然后他们手上的，他这么摸他不粘锅，不一全粘了，全粘上了，你就刷干净了，这很多事。Nè, bà nội làm cái nào ông bà cô chú, bà nội ra làm đẹp con em đấy. Bà nội là dân chuyên nghiệp mà. Thì thấy dân xuyên mà. Dẫu là, sổ phán mà. Những ngày gần đây em nhận được rất nhiều bình luận của cô chú hỏi là tại sao mà không có kêu chồng nghỉ đi ở nhà phụ ông bà nội làm ruộng, để ông nội làm cực vậy đó mà ăn bám ông bà nội, hai vợ chồng hút máu ông bà nội, để ông nội làm cực khổ vậy đó, rồi hai vợ chồng ăn sung sướng. Mà em làm về cái video vấn đề này là rất là nhiều video rồi, cô chú anh chị mà theo dõi em lâu rồi cũng thấy rồi đúng không? Thì hồi đó giờ làm cho ông nội thì ông nội không có cho tiền tụi em. Dù mà chồng em mà có nghỉ ở nhà 1-2 tháng đi nữa thì làm, thì ông nội tới thu hoạch thì cũng không có cho vợ chồng em. Rồi vợ chồng em lấy cái gì xài cô chú? Thì vợ chồng em thì phải, chồng em thì phải đi làm chứ. Em thấy có nhiều cô chú nói là có mấy kênh cô dâu việc khác á, là vừa làm phụ cho cha mẹ cái gì xong á là cha mẹ thu hoạch hay là có tiền là cha mẹ cho liền. Còn tại sao không thấy ông bà nội cho em? Thì cũng lâu lâu mới cho, cũng có cho, lâu lâu mới cho, mà cho bé heo á cô chú. Cũng như là nó muốn ăn cái gì là sao đó thì ông bà nội cho 100-200, có khi 500 cũng có nè, mà lâu lắm mới cho chứ không phải mà cho thường xuyên nha. Bởi vì lâu lâu cô chú anh chị thấy ông bà nội mua cho măng dạ bộ đồ hay là đôi dép gì đó, cái nhóc ở trên bình luận chửi em, nói ông bà cực khổ gì đó mà còn lấy tiền ông bà mua này mua kia cho cháu đổi này đổi kia. Em đọc xong bình luận cũng không biết nói làm sao nữa. Có rất nhiều cô chú anh chị quan tâm ông bà nội, em rất cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Có nhiều cô chú hỏi là tại sao mà ông nội làm ruộng chi mà cho nhiều vậy, làm mà để dành cho tụi con này kia chứ để dành cho ai. Cô chú ơi, đó giờ em chưa bao giờ nghe ông bà nội mà để dành cho tụi em hay là cái gì hết. Em có hỏi ba làm chi dữ và làm gì vừa thôi. Lớn tuổi rồi, ba mẹ thích ăn cái gì thì ăn, thích mua cái gì thì mua đi. Đừng có nghĩ cái gì mà để dành tiền sau này cho tụi con này kia. Tụi con có tay có chân, tụi con tự làm được. Thấy ông bà cực quá à, em mới nói gì đó. Rồi ông nội mới nói là ba đâu có làm mà để lại cho tụi con. Ba làm là ba để dành sau này á, ba với mẹ dưỡng già hoặc là vô viện dưỡng lão. Rồi em mới có nói à, trời ơi vô viện dưỡng lão buồn lắm. Chừng nữa già thì về nhà con nuôi chứ vô viện dưỡng lão cái gì. Lúc đó thì bà nội rất là ngỡ ngàng, bà nội nói thiệt không? Về nhà con nuôi thiệt không? Tại vì ở bên đây á, cái này là em nói thẳng ra, có cô chú anh chị mà người qua thì buồn thì em cũng chịu. Nhưng mà theo em sống bên đây 6 năm trời rồi thì chỗ em á thì em nói vậy thôi, còn chỗ khác thì em không có biết. Là em thấy dâu bên đây, dâu người chung là không có lo lắng cho cha mẹ gia đình gì đâu. Cho nên đối xử với cha mẹ chồng có người thì tốt, cái dạng như là nói chuyện này kia ngoan ngoãn lễ phép thì có. Nhưng mà cái cách mà đối xử thì không có tốt bằng dâu Việt mình đâu. Cái đó là em nói sự thật. Mấy cô dâu mà Trung Quốc hay về làm dâu cha mẹ là sanh con ra để cho cha mẹ nuôi, làm gì làm không có biết tới đâu. Tối ngày sửa soạn trang điểm này kia thôi. Bánh bao đầu tiên nè cô chú. Đó. Em rửa sạch sẽ rồi, bà nội làm xong rồi bỏ đang hấp mẻ đầu. Bữa nay xuống có dịp làm bánh chung, hai mẹ con tâm sự. Em hỏi bà nội này kia thì nghe bà nội nói chuyện thì em thấy rất là thương, rất là tội luôn. Tại vì bệnh có một tay làm cái này kia cũng khó khăn. Nhưng mà do là nhiều cô chú nói thấy ông bà nội cái nhà thấy gớm quá à, tại vì một phần là do không có sạch sẽ nữa. Với lại bên chung này là em thấy đa phận vậy luôn á cô chú. Cho nên cô chú anh chị xem mà thông cảm cho ông bà nội nha. Bà nội nói mới lúc đầu bệnh xuống đâu có tự làm bánh được đâu, mà ông nội thì làm suốt rồi không làm rồi lấy gì ăn, rồi làm từ từ làm được luôn. Bà nội tự nhồi bột rồi tự cán bột, tự làm được hết. Tại vì bữa nay em đem xuống thì làm, hai mẹ con làm chung cho nó vui. Rồi ông bà nội mới nói không làm rồi ai làm giờ. Nói tới ổng cái ổng đó, ổng bận này kia. Đa phần là đàn ông mà đó giờ cũng như là người ta lo việc lớn không, mà ít có ai mà làm việc lặt vặt nhà nội trợ này kia lắm cô chú, cũng hiếm lắm. Bà nội thì bệnh, ông nội thì làm không có thời gian, thành ra nhà cửa thì tơi bời qua lá hẹ vậy đó. Cô chú anh chị xem thì thông cảm, nghe quan hỷ nghe cô chú. Nó thiệt sự là lúc đầu mà mình thành qua đây mình thấy nhà cửa này kia đó, mình dẹp mình mệt á, thì mình nhiều khi cũng bực bội lắm. Cái đó là sự thật, mình là con người mà cũng có cảm xúc này kia mà cô chú. Nhưng mà tới khi mà em nghĩ lại, thấy cha mẹ gì đó thì mình làm thì mình thấy trong lòng mình nó vui hơn. Nói chung là mình thấy rất là ý nghĩa.
mỗi khi mình làm được cái việc gì tốt hay là mình làm cho cha mẹ được cái gì đó, cái mình thấy trong người mình nó cứ vui lần lần sao á, khó tả lắm, không biết nói như thế nào nữa. Có rất nhiều bình luận so sánh cô dâu việc này với cô dâu việc kia, nhưng mà so sánh em thấy là rất là khập khiễng luôn, tại vì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau, đâu ai giống ai đâu. Mình muốn so bì cái gì đó thì mình phải so bì hai người đó tương đối với nhau, hoặc là tương xứng, hoặc là cân bằng, mà tự nhiên đi so sánh này em thấy em rất là buồn á cô chú. Ai cũng muốn phấn đấu, cũng muốn cuộc sống mình đẹp, cuộc sống mình tốt hết trơn á, cũng muốn được bằng như trang lứa bạn bè này kia, nhưng mà cuộc sống của mình không cho phép thì mình làm sao được cô chú. Biết rằng là mình cố gắng vươn lên từng ngày, nhưng mà nói chung là mỗi người có một cái may mắn riêng. May mắn thì nó đến rất là bất chợt. Em mà đó giờ đi đến đâu là em hòa nhập vô chỗ đó, em hòa quyện luôn. Nếu mà chỗ nào mà hạnh phúc mà tốt đẹp thì em thấy cái đó là may mắn của mình. Chắc là kiếp trước mình tạo phước rồi, kiếp này mình nhận được như vậy. Còn chỗ nào mà buồn phiền hay là đau đớn hay là đau khổ gì đó thì em nghĩ chắc là kiếp trước mình tạo nghiệp hay sao đó, kiếp này thì mình phải gặp gì đó và mình phải vượt qua. Mình vượt qua lúc đó thì mình sẽ hết. Và mình gắng làm tốt hơn từng ngày từng ngày, rồi sau này cuộc sống mình nó sẽ bình ổn hơn. Nói chung là em nghĩ rất là đơn giản vậy đó cô chú, chứ không phải mà lên đây dạy đời hay này kia đâu. Cô chú anh chị xem mà quan hỷ cho em nha. Tại vì em không có biết nói những lời qua Mỹ hay là nói này nói kia. Nói chung là thẳng á, có làm sao nói thẳng thẳng là vậy hả. Cô chú anh chị xem mà thông cảm cho em nha cô chú. Bữa nay nghe ông nội than cái chân đau, thấy nó xót xa làm sao á. Tại vì em cũng thừa biết, tại vì làm quá nhiều. Mẹ làm bánh ở trong, em bé ngoài ngồi chơi kìa. Nó ngồi trong nhà nực, chơi trong nhà thôi. Ông nhà ông nội rửa tay, rửa mặt rồi cái thùng nước, cái thao nước tới mà nó đen hùi lùi luôn. Rồi nó thôi. Cho bà cô chú coi nhịn gì. Cô uống trà, cô uống nước chưa? Mẹ đi rửa chén cho ông nội, con đây đợi mẹ nghe. Thôi, ông bà cô chú đâu có chơi đâu mà nhịn gì. Thôi, con chơi đi, khỏi nhìn. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh rồi ấn like cho em với. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ngày mai thì em sẽ đăng cái video dọn nhà cho ông bà nội, tại video đến đây cũng khá dài rồi. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn lại video vào ngày mai.